98 công chức viên chức các cơ quan đơn vị sự nghiệp, các trường học trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã tham gia lớp bồi dưỡng chế độ công vụ công chức viên chức năm 2023, lớp học do Phòng Nội vụ thành phố Bà Rịa tổ chức. Trong 3 ngày từ 11 đến 13 tháng 7, công chức viên chức thành phố Bà Rịa được truyền đạt 3 chuyên đề: chính sách, chế độ quản lý công vụ công chức, văn hóa đạo đức, quy tắc ứng xử công vụ và chuyển đổi số nền công vụ. Những nội dung bồi dưỡng sẽ giúp đội ngũ công chức viên chức xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, uy tín, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.